Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định về quản lý phương tiện cơ giới đường bộ đăng ký tại nước ngoài do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 tới đây. Theo quy định, các tổ chức cá nhân phải thông qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế của Việt Nam có văn bản chấp thuận được tổ chức cho khách du lịch nước ngoài mang phương tiện cơ giới nước ngoài và tham gia giao thông tại Việt Nam của Bộ Công an cấp. Đối với phương tiện cơ giới nước ngoài là ô tô có tay lái ở bên phải thì phải có công hàm của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế liên chính phủ tại Việt Nam gửi Bộ Công an đề nghị và nêu rõ lý do cho xe tham gia giao thông tại Việt Nam. Các xe vào Việt Nam cũng phải làm thủ tục hải quan tạm nhập tái xuất theo quy định của pháp luật hải quan ngay tại cửa khẩu nhập xuất cảnh.